chào mừng các bạn đến với chuyên mục giải đáp du học Mỹ cùng công ty Tân Đại Dương, chuyên tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Và như các bạn đã biết thì lựa chọn trường đại học và ngành học không bao giờ là điều dễ dàng đối với những bạn học sinh vừa tốt nghiệp từ các trường phổ thông. Điều này thì càng trở nên khó khăn hơn khi các bạn muốn học tập tại một đất nước khác. Và để giải đáp vấn đề trên thì hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với chị Thoại Như đến từ công ty du học Tân Đại Dương. Vâng, xin chào chị Như. Xin chào Trâm. Thì câu hỏi đầu tiên dành cho chị có nội dung như sau. Vâng, thì quyết định về trường đại học và ngành học khi đi du học thì sẽ ảnh hưởng đến những cái trải nghiệm học tập của các bạn cũng như là những lựa chọn việc làm sau khi các bạn ra trường. Vậy thì làm thế nào để có hướng đi tốt nhất cho việc này thì chị có thể tư vấn thêm cho các bạn được không ạ? Vâng, thì trong thế kỷ của thông tin số thì các bạn sinh viên và cũng như là các bạn du học sinh thì không còn phải tốn quá nhiều thời gian cho việc tìm hiểu những tài liệu như là sách báo tại các trường đại học, cao đẳng nữa, mà chỉ với một cú lít chuột là bạn đã có thể có hầu hết các thông tin mà bạn đang muốn tìm kiếm. Và không những thế thì tài liệu trực tuyến này còn giúp cho các bạn có thể so sánh và sàng lọc những thông tin, đánh giá về các trường cũng như là thông tin tổng quan, ưu nhược điểm của trường hay là các ngành học tốt nhất tại trường. Nhưng mà bước đầu tiên không phải là việc chọn trường ngay lập tức, mà là xác định ngành học mà bạn mong muốn theo đuổi. Danh tiếng của các trường hay là lời khuyên của bạn bè chỉ là để tham khảo. Và điều quan trọng nhất là mình biết mình thích những gì để có thể theo đuổi đến cùng. Và chắc hẳn là bạn cũng không muốn học nửa chừng rồi nhận ra rằng mình chẳng yêu thích ngành mà mình đã chọn. Và chọn một ngành học bao gồm việc tìm hiểu về cấu trúc khóa học và triển vọng nghề nghiệp. Chẳng hạn như là bạn không muốn học một ngành học nào đó mà sau khi tốt nghiệp thì chẳng có cơ hội việc làm nào cả. Và việc chọn trường là điều quan trọng thứ hai. Và điều này thì các bạn nên lập ra một danh sách về những điều bạn ưu tiên hàng đầu khi mà bạn chọn một trường đại học. Chẳng hạn như là danh tiếng của trường và chất lượng chương trình học để đánh giá hai tiêu chuẩn này. Và việc nghiên cứu các bạn xếp hạng uy tín là điều rất quan trọng. Các bạn nghiên cứu này thì thường dựa trên các tiêu chuẩn nhất định, cân nhắc xem xét bạn hy vọng và mong muốn trải nghiệm môi trường học tập như thế nào và tìm trường phù hợp ra sao. Và vấn đề thứ ba là về chi phí khi mà du học. Thì một số bạn có thể tìm hiểu về chi phí đầu tiên để quyết định du học tại một quốc gia nào đó. Thì hãy gọi ngay đến Tân Đại Dương qua số điện thoại là 083-848-4879 để được chuyên viên tư vấn hướng dẫn cũng như là tìm trường học vừa ý nhất các bạn nhé. Em thấy là nếu mà để quyết định chọn cái trường nào đó thì cũng rất là nhiều bước đúng không chị ha? Đúng rồi em. Vậy thì nói đến môi trường sống và học tập khi du học tại Mỹ thì có nhiều bạn không tránh khỏi về vấn đề sốc văn hóa. Vậy thì làm sao để vượt qua được cái cú sốc văn hóa này chị ha? Vâng, thì cái vấn đề này thì nhiều bạn du học sinh rất hay gặp phải. Khi mà chuyển đến một nền văn hóa mới, vốn khác biệt với nền văn hóa quen thuộc, thì hiện tượng sốc văn hóa là một biểu tượng bình thường. Và điều này thì tùy thuộc vào môi trường cũng như là quá trình hòa nhập với môi trường sẽ rất là ngắn hoặc là đôi khi là sẽ kéo dài, tạo ra những khó khăn trong việc hòa nhập vào một nền văn hóa mới. Và các bước để vượt qua cú sốc văn hóa một cách nhanh nhất thì đầu tiên là hãy luôn giữ một góc nhìn khách quan đối với sự khác biệt về văn hóa. Thứ hai là vượt qua rào cản ngôn ngữ, và tiếp theo sau đó là làm quen với mọi thứ xung quanh. Và một bước sau đó nữa là thiết lập sự cân bằng trong cuộc sống và tinh thần thoải mái, lạc quan. Tóm lại thì việc sốc văn hóa sẽ xuất hiện với bất kỳ ai, cho dù bạn đến từ môi trường văn hóa nào, dù bạn có nhiều kinh nghiệm đến mấy, hay là thậm chí dù bạn đã du lịch nhiều như thế nào đi nữa. Tuy nhiên thì đây lại là giai đoạn cần thiết và quan trọng nhất trong suốt quá trình hòa nhập vào một môi trường văn hóa mới. Hy vọng rằng những điều chia sẻ vừa rồi thì sẽ giúp bạn một phần nào hiểu thêm về hiện tượng không thể tránh khỏi, để bạn có thể giảm thiểu được những cú sốc văn hóa khi tiếp xúc với các nền văn hóa khác nhau. Những thông tin của chị cung cấp cho các bạn thật là hữu ích. Và còn câu hỏi cuối cùng là các bạn chuẩn bị hồ sơ du học Mỹ thì cần những cái giấy tờ hay là những cái hồ sơ như thế nào ạ? Vâng, thì về hồ sơ du học Mỹ thì các bạn cần chuẩn bị như sau. Đầu tiên là về hồ sơ học sinh thì các bạn cần chuẩn bị passport, chứng minh nhân dân, khai sinh, hộ khẩu. Tiếp theo sau đó là học bạ cấp 2, cấp 3, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, cao đẳng, đại học, các bằng cấp Anh ngữ, giấy khen, các loại bằng khác khi mà đạt được nếu có, hình 5x5 48. Và thứ hai là về hồ sơ tài chính thì đầu tiên là có sổ tiết kiệm, giấy xác nhận số dư tiền gửi, giấy chủ quyền nhà cửa đất đai, giấy tờ liên quan đến công việc của người bảo trợ.
Vâng, rất là cảm ơn những thông tin mà chị Như đã cung cấp cho tất cả các bạn. Và để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ du học Mỹ nhanh nhất, các bạn có thể gọi đến số 0838484879 hoặc các bạn cũng có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Ngoài ra các bạn cũng có thể đến trực tiếp công ty theo địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra chúng tôi còn hai chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang. Lưu ý Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội. Xin chào. Xin chào các bạn đã quay lại với chương trình chia sẻ ước mơ du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Thì trong chương trình hôm nay chúng ta hãy cùng đồng hành với bạn Nguyễn Ngọc Thái đến từ Đồng Nai, vừa tốt nghiệp đại học quản trị kinh doanh tại trường Đại học Tôn Đức Thắng hồi tháng 9 năm 2014 vừa rồi. Và chúng ta hãy cùng Ngọc Thái chia sẻ những cái bí quyết và những cái thành công làm sao có được visa Mỹ nhé. Xin chào Ngọc Thái. Chào chị. À, Ngọc Thái có thể chia sẻ đôi nét về bản thân của em cho các bạn biết được hay không? Dạ, mình tên là Nguyễn Ngọc Thái, 24 tuổi. Thì hiện nay mình mới tốt nghiệp Đại học Tôn Đức Thắng ngành quản trị kinh doanh vào tháng 9 vừa rồi. Thì sau thời gian tốt nghiệp ấy, mình muốn là đi du học Mỹ, cho nên mình đã tìm đến công ty và làm hồ sơ để mình có một cái ước mơ đi du học như mình mong muốn. Thì qua Mỹ, Ngọc Thái học chương trình gì và tại trường nào hả Ngọc Thái ha? Dạ, em học chương trình MBA của trường University of Texas at Arlington. Yeah. Cái bang đó là một, thứ nhất là cái bang em thích bang đó là vì là một trong hai bang lớn nhất tại Mỹ. Nó có nhiều bạn bè du học sinh ở đó, em quên được nhiều bạn bè nè. Đang là một ngôn ngữ của các bạn, đó là cái em không thích luôn. Còn cái quan trọng nhất là có cô em bên đó, là cái mong ước em được ở gần cô em nữa. Qua đâu em biết được dịch vụ của Tân Đại Dương? Dạ, em biết được công ty tại vì em có tìm hiểu rất là nhiều công ty. Bên ngoài nhiều em không tiện kể lại nhưng mà rất là nhiều. Thì em quyết định chọn công ty là vì là em có bạn của em hai người làm hồ sơ ở đây và đi được. Tại vì em lo lắng nhất là làm hồ sơ ở đâu và có đi hay không và dịch vụ đó có tốt không. Thì bạn em hai người đi qua Mỹ du học, em mới hỏi thì mới biết là làm tại công ty này. Và em cũng biết công ty này trước rồi nhưng mà em chưa có ghé qua tại không có tiền đường. Thì khi mà bạn em nói thì em tin tưởng hơn và em đến em làm hồ sơ, em cảm thấy hài lòng với những gì mà công ty mang cho em. Thì em làm hồ sơ với nhân viên nào của công ty? Em làm hồ sơ với chị Kim với lại bạn Năng, hai người nhiệt tình giúp đỡ rất là nhiều. Rồi, thì trong quá trình làm hồ sơ tại Tân Đại Dương thì Ngọc Thái có một cái ấn tượng nào đặc biệt tại công ty hay không? Cái ấn tượng mà Thái sâu sắc nhất ấy, là bất cứ một thời gian nào Thái thắc mắc hoặc Thái cần hỗ trợ gì hãy gọi điện là có người bắt máy hỗ trợ hãy liền. Thái ví dụ như là cần kiểm tra trường ở đâu nè, học phí bao nhiêu nè, rồi bên đó có ký túc xá hay không, Thái chỉ cần liên lạc thôi và sẽ báo hay biết ngay lập tức. Làm Thái yên tâm hơn về cái dịch vụ công ty. Ngoài ra thì khi mà mấy bạn làm hồ sơ đây nè, trước khi mà đi phỏng vấn, Thái còn được học phỏng vấn rất là nhiều với thầy Khôi. Tại vì thầy Khôi hướng dẫn cho mình từng cái chi tiết là mình có câu hỏi nào, nó sẽ hay hỏi nè, mình nên trả lời ra sao. Đó, thì đó là khi mà mình trước khi mình đi phỏng vấn mình học những cái đó thì mình yên tâm hết rồi. Nhưng bên cạnh đó, trước khi đi phỏng vấn nè, mình còn được gặp ban giám đốc, anh bảo anh nữa. Anh hướng dẫn cho mình cái tâm lý để cho mình biết là chắc chắn mình vô mình không có sợ lãnh sự quán. Tại vì khi mà Thái vô thì không có sợ lãnh sự quán đâu, hãy trả lời, cái người ta cảm thấy hài lòng, đưa cho mình visa liền. Ngoài cái thời gian học của Thái đó thì những cái môn thể thao mà Thái ưa thích là những môn thể thao nào hả? Đây là cái điểm đặc biệt là em chọn trường nè. Tại vì bên Việt Nam em thích nhất là môn bóng chuyền đấy. Em chơi bóng chuyền từ lúc mà học cấp 3 rồi. Thì cái mục đích em chọn trường này tại vì cô em cũng nói đây cái trường có cái giải bóng chuyền bùn. Không biết cái giải bóng chuyền bùn là bóng chuyền gì nhưng mà em biết là có cái từ bóng chuyền thì em thích rồi. Cho nên em quyết tâm vô cái trường này em chơi cái chương trình đó. Là tại vì trường có cái môn đó đúng không? Dạ. Cái môn thể thao mà em ưa thích. Dạ đúng rồi. Đó là một phần quyết định em chọn trường. Dạ. Rồi, thì em đã vượt qua một cái rào cản lớn nhất, đó là có visa Mỹ. Thì em hãy chia sẻ cho các bạn cũng như cho các bạn thêm cái lời khuyên là làm sao mà có được cái visa Mỹ giống như em. Đến công ty để làm hồ sơ mình đi du học ấy thì bạn cứ yên tâm là hoàn toàn mình sẽ đạt được visa có thể lên đến gần 99%. Tại vì cái thứ nhất là đến là cái dịch vụ công ty làm cho mình rất là tốt, hồ sơ của mình nè cũng có nhiều những cái sự hỗ trợ từ công ty đưa ra cho mình, và trước khi đi phỏng vấn có phỏng vấn và đi phỏng vấn làm sao để đậu được visa nữa. Đó là cái mà Thái hoàn toàn yên tâm. Và khi mà Thái vô ấy thì cái tâm trạng của mình đầu tiên là về cái tâm trạng mình phải thật là thoải mái, không bị áp lực là đậu hay rớt. Và cái thứ hai là ai cũng lo lắng là trang phục nên mặc ra sao, thì có công ty có hướng dẫn cho mình là nên mặc như thế nào và kiểm tra mình thấy hài lòng với cái trang phục đó thì mới đồng ý cho mình mặc đi khi phỏng vấn đó. Thì khi mình đã vô với cái sự chuẩn bị là về câu trả lời nè, trang phục nè và trạng thái của Thái hoàn toàn thoải mái rồi thì Thái vô hỏi Thái cái gì hãy trả lời cái đó và Thái get visa thôi, không có gì khó khăn cả. Thì qua những cái buổi học phỏng vấn cũng như là những cái buổi học tâm lý tại Tân Đại Dương thì Ngọc Thái đã có thể là an tâm hơn cũng như là tự tin hơn trong quá trình phỏng vấn để có visa như ngày hôm nay.
Thì Tân Đại Dương xin cảm ơn Ngọc Thái đã tham gia cái chương trình chia sẻ những cái bí quyết, những cái thành công mà làm sao có được cái visa để các bạn chuẩn bị đi phỏng vấn sẽ thành công giống như Ngọc Thái. Thì Tân Đại Dương xin cảm ơn em và chúc Ngọc Thái qua Mỹ học tập thật tốt. Nếu mà các bạn muốn biết thêm nhiều thông tin hơn của nhiều trường hợp khác nhau đã thành công và đã có visa thì các bạn hãy truy cập ngay website của Tân Đại Dương, đó là tindaiduong.edu.vn.